Các bạn ơi, các bạn đến với nhà mình sẽ gồm có những món ăn rất là ngon, có má lợn nướng này, gà nướng, vịt nướng, cá nướng, ba chỉ, dạ dày và dồi nướng rất là đặc biệt và thơm ngon. Và đặc biệt, món best seller của nhà mình là món má heo nướng giòn sần sật. Các bạn hãy nhấc điện thoại lên và mình sẽ ship đến tận nơi. Xin chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một quán rất là ngon, đó là quán Chiều Quê các bạn ạ. Thì ở đây có những đồ ngon như thế nào thì mọi người có thể quan sát kìa. Đó, một số những cái đồ nướng và ở đây có thể là lẩu nữa các bạn ạ. Ở đây thì rất phù hợp với giới trẻ. Các bạn có thể thấy thì là có thể ngồi ở vỉa hè các bạn nhé. Không gian ở đây thì rất là rộng rãi, mọi người có thể để xe hoặc là có thể là ngồi ăn uống ngay trên vỉa hè này. Ngoài ra thì nếu mọi người muốn ngồi ở trong phòng riêng tư thì mọi người có thể vào trong nhà kìa các bạn ạ. Thì bây giờ mời mọi người cùng xem là các món nướng ở đây nó ngon như thế nào các bạn nhé. Vâng, đây chính là bạn Hoàng đây các bạn ạ. Vâng, đây là một trong những ông chủ rất là trẻ tuổi nhưng mà rất là giỏi trong việc làm những đồ ăn các bạn nhé. Đấy, mọi người có thể đây là quán nướng của bạn Hoàng đấy ạ. Bạn Hoàng làm bao nhiêu năm rồi? Xin chào bà con và chào tất cả mọi người. Mình tên là Hoàng, hàng này thì mình bán được 15 năm rồi. Má thì vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì em mướn tầm được khoảng 50 đến 55 cái. Còn vào những ngày thứ thì em mướn tầm được khoảng 30 đến 40 cái. Vịt thì em nướng tầm được khoảng 70 đến 100 con. Gà thì em cũng nướng 10 đến 20 con một ngày. Nhà em ấy thì món ngoài món má heo nướng ra thì cũng là một món rất là đặc sắc và nhiều người được biết đến là rất là thích. Đó là món dồi sụn nướng. Món dồi này thì rất là tuyệt vời khi uống bia uống rượu. Trẻ con thì rất là thích. Đấy. Nó là đặc sản của quán ạ. Buổi trưa ấy nhà em bán từ 10 giờ đến 2 giờ chiều. Còn buổi chiều ấy là nhà em bán từ 16 giờ đến 2 giờ đêm. Bà con mà cứ ăn ấy thì cứ liên hệ qua số điện thoại của Zalo mấy cả Facebook, nhắn tin địa chỉ đầy đủ em sẽ ship đến tận nhà. Bà con mà muốn vào Facebook của em thì nick Facebook của em là Thư Hoàng Vịt. Em vẫn có bộ đồng phục đúng y như này. Bà con mà có liên hệ đặt hàng ấy, thì gọi theo số điện thoại của em là 0949 726686 và 0968 521117. Lúc nào nhà em cũng có người cầm máy và liên hệ với bà con. Đấy, mọi người có thể quan sát đấy ạ. Thì quán của bạn Hoàng bán những cái đồ ăn nướng rất là ngon. Đặc biệt ở đây là có món má heo giòn sần sật, cả vịt nướng, rồi thịt sườn nướng, dạ dày nướng các bạn nhé. Thì qua video này thì cũng muốn giới thiệu để các bạn có thể là biết được cái địa chỉ ở đây để có thể là qua để mua hàng cũng như là đặt ship về các bạn nhé. Ngoài má lợn, vịt nướng, nhà em còn có món sườn lợn nướng. Đây là em nướng ướp gia vị rất là bình thường. Chỉ có hành, tỏi, xả ớt và một chút gia vị ngũ vị hương.
sau đó là em nướng bằng than hoa, người đây gọi là nướng mọi. Đấy, bà con anh em màu có nhu cầu ăn thì cứ làm xẻ ra một sợi rẻ này, nhà em bán tầm khoảng 25 đến 35k một rẻ. Thế này là mình lại không bán theo cân lạng mà lại bán theo rẻ sườn à? Dạ vâng. Thế nếu cũng... em bán như thế thì cái rẻ nhỏ thì cũng phải giá thành nó rẻ hơn. Em bán cứ trung bình là một suất là 120.000 đến 150.000 một suất. Đấy là cân. Thường là mình sẽ bán theo suất đúng không? Dạ vâng. Đây là món vịt nướng nhà em bán là 190.000 đến 200.000 một con. Giá là chỉ có hai giá đấy ạ. Vịt này thường em anh thấy em lựa chọn loại vịt nó cũng không to quá đúng không? Dạ vâng, em là nướng vịt là vịt vịt rẻ. Chứ em không nướng vịt bầu. Vịt này thì ăn cái phần ức thì nó không bị nạc quá mà phần bụng thì nó không bị mỡ. Đúng rồi ạ. Ăn như này nó rất là ngon này. Dạ vâng. Vịt anh... này mà đem luộc ăn cũng ngon em nhỉ? Dạ vâng, vịt này mà luộc thì xé thì tuyệt vời. Đấy. Em là vịt này em mà lựa chọn là đúng vịt dê em mới làm. Dạ dày thì nhà em bán giá là 130k. Vâng. Trong này thì gia vị nhà em nướng rất là bình thường, chỉ có hành, tỏi, xả, ớt và một chút ít ngũ vị hương. Ở trong thì toàn là mốc mật em cho nó phồng lên. Cho nó thơm. Nhìn ngon quá các bạn ạ. Cái này khoảng tầm 8 lạng đến 1 cân. Cái này khoảng cân 2 đến 3. Chuẩn không em? Dạ vâng. Cái má heo nhà em ấy thì nó đã ngon rồi, nhưng đặc biệt của nó phải có cái nước chấm. Nước chấm của nhà em thì em làm cái loại nước chấm rất là đặc biệt và riêng của nhà em. Đấy, nó rất là sánh và thơm. Má heo nướng đã ngon rồi nhưng nước chấm thì lại còn ngon hơn cả má heo nữa. Tức là má heo là nó sẽ có nước chấm riêng. Dạ vâng. Đây, có hai loại. Đấy, một loại này là gọi là xì dầu. Cái xì dầu này thì ai ăn được, đồ nướng thì chấm cái gì cũng được. Vịt nướng, gà nướng, rồi là má heo rồi nướng, có thể như ba chỉ. Đấy. Ngoài ra thì em cũng đã đóng sẵn. Đấy. Bà con mua mang về là chỉ việc lấy mang về luôn. Có thể xin thêm vài túi nữa cũng ok luôn. Đấy. Đóng sẵn hết tất cả rồi ạ. Ngoài ra nhà em còn có cái loại gia vị. Đấy, gia vị này thì cũng có thể chấm được với cả tất cả các loại. Đặc biệt này là má heo chấm cái này cũng được, nếu mà ai không ăn được hai loại nước sốt thì đây là loại gia vị. Gia vị này em cũng làm một loại gia vị riêng của em. Ngoài nó có là gồm có là gia vị muối, tiêu chanh, hạt tiêu, ớt bột với hạt dổi, hạt mắc kén. Đấy, em chế ra nhìn rất là ngon. Đấy. Em giới thiệu với anh, đây là em đang làm nước chấm má. Thì cái này là cái muối tinh em rang vàng lên. Đấy, rang vàng lên sau đó thì em sẽ cho mấy hạt dổi. Đấy, mấy bột canh hạt châu. Rồi còn có đường. Đấy. Và một ít hạt tiêu, ít ớt bột. Còn cái này là để mình làm cái nước chấm cho cái má heo này. Dạ vâng. Muối rất đơn giản và ngon. Anh hỏi em một chút, sao em không sử dụng cái muối cộ mình rang, mình đã ra có liệu nó có thơm hơn cái muối tinh nhỉ? Cái này là mỗi người có một sở thích. Nhưng mà rang cái này lên thì sẽ nó sẽ khô. Đấy, khi vắt quất vào nó sẽ thơm. Này là sắp rang ra là phải mình rang vàng lên đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cái này mình có căn theo thời gian không hay là cứ mình thấy nó vàng là được? Dạ vâng, cái này thì anh cứ gần rang mà nó cảm giác nó khô, nó tơi lên này là ok. Đấy. Là lúc đấy là mình sẽ cho những cái nguyên liệu khác vào đúng không? Dạ vâng, sau đó thì em sẽ cho hạt dổi vào này. Tùy theo số lượng mình bán để mình rang bao nhiêu đấy đúng không? Dạ vâng. Cái hạt dổi này thì mỗi một cái nó có công thức. Như em thì em sẽ cho là 50 hạt. 50 hạt. Chỗ đấy là của em là 50 hạt. Dạ vâng. Thơm nhỉ. Cái như này thôi mà chỉ cần nếu mà ai ăn được gì thì chỉ cần xúc tần này ra cho ít hạt tiêu, ớt bột với cả hai quả quất vào cũng là rất là ngon. Cái này thì em có cho mì chính trong này không? Không. Nếu mà ai ăn được muối tinh không thì rất là ngon như thế. Cái này nhá, em sẽ rang nó vàng lên. Anh nhìn thấy chưa, nó vàng lên này. Đấy, hạt dổi
nó sẽ thơm lên, nó dậy mùi thơm rồi. Đấy, sau đó chúng ta sẽ để nguội. Để nguội thì sẽ cho đường vào là một. Mấy anh hỏi là sao mình không cho đường vào luôn từ lúc này mà mình lại để nguội? À, cái muối này thì nó đang rang với cả hạt dổi, nó sẽ nóng. Trong quá trình ấy thì nó sẽ nóng mà cho mình cho đường vào ấy thì nó sẽ bị chảy. À, rồi, bị rồi. Sẽ bết lại. Đấy. Kiểu đường mà gặp nóng là nó sẽ chảy ra. Đúng rồi đấy anh ạ. Sau đó thì ta cho thêm một ít bột canh hải châu và một chút hạt tiêu, một chút ít bột. Đấy. Ai ăn mặn thì cho thêm giảm bớt đường đi. Nhưng mà em đây thì cái này em có công thức rồi. Anh nhìn đây này. Muối với cả hạt dổi em rang vàng lên. Anh nhìn những hạt cát này. Này gió thổi nó bay luôn đấy nhỉ. Mà anh thấy là cho cái hạt dổi này vào mùi thơm phức nhỉ. Rất là ngon ạ. Sau khi muối rang và đã để nguội thì chúng ta sẽ cho vào để trộn. Trộn ở đây thì cái này bao gồm có này muối tinh này. Đấy. Anh thấy có cả hạt tiêu với cái gì nữa đúng không? Muối tinh à, hạt tiêu và một chút ớt bột, hạt dổi và một chút đường. Tức là hàng ngày mình bán hàng bao nhiêu là mình sẽ trộn bấy nhiêu đúng không? Dạ vâng. Cái này là mình cũng có sẽ trộn theo cái công thức riêng của mình đấy đúng không? Dạ vâng. Cứ tỷ lệ ví dụ như là đường 1 cân, muối chính thì 8 lạng. Bột canh hải châu thì cái loại 250g này thì cho 15 gói. Dạ. Tức là mình sẽ căn cứ vào số lượng để mình, dạ mình vâng. có thể là cho muối, cho hạt tiêu đấy đúng không? Dạ. Cái thành phần như này đã xong chưa? Như này là trộn đều nên nào là xong rồi đấy ạ. À. Là chúng ta bỏ ra, chúng ta chấm nhá. Là lúc ăn là mình chỉ có vắt thêm gọi là chanh hoặc quất thôi đúng không? Vâng. Quất ớt là xong ạ. Có lửa. Nướng thịt nướng. Thế nhá. Thế thôi. Có rau không? Xu xào nhá. Ok, thế rồi. 3 xu ạ. Ở đây em thấy món vịt nướng này rất là ngon. Cả thứ hai nữa là nhiều các món khác nữa. À, rất là ngon anh ạ. Ngon lại rẻ. Đây. Đấy. Mình thì cũng thường xuyên đây ăn. Đồ đây thì giá hợp lý, rất là ngon. Mà phục vụ nhiệt tình ấy. Đấy là phù hợp với mọi người, các bạn trẻ, sinh viên, học sinh. Đồ ăn ở đây thì nói chung là cũng sạch sẽ, ngon. Đấy, nó cũng hợp một khẩu vị. Giá tiền hợp lý. Hợp lý, nó đưa bình dân. Nó phù hợp với bọn em. Tại nhà em xung quanh đây, nó phù hợp với bọn em.
Đấy, chị cứ để vào đây cho em này. Em gái ơi, anh Nhược. Em ơi. Em ơi. Rồi. Ok luôn, rồi rất cảm ơn nhá. Đồ ăn đấy rất là ngon này. Đấy, các bạn có thể nhìn đĩa rất là đông đầy này. Ok, mấy anh em cúp bia. Cúp ly trước đây. Quá ngon. Có ba chỉ có. Ba chỉ đi ra. Đấy, các bạn có thể quan sát đấy ạ, món má heo nướng giòn sật sật ở đây, cộng với lại những món như là vịt nướng, sụn nướng, các kiểu. Đó, rất là ngon, đặc biệt là nó sẽ rất phù hợp với lại giới trẻ khi mà ngồi ở vỉa hè như này. Tất nhiên thì là mọi người cũng có thể là mua về các bạn nhé. Thì số điện thoại mình ghim trên màn hình để mọi người có thể là mua về để thưởng thức cái món má heo nướng, rồi vịt nướng, các loại như là thịt nướng, rồi sườn nướng, dạ dày nướng các bạn nhé. Anh chúc em luôn luôn mạnh khỏe, bán đắt hàng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh và tất cả bà con là chúc sức khỏe và hạnh phúc. Bà con cứ ăn gì thì liên hệ với em qua số điện thoại và đặt sĩ, em đã đặt sĩ bên tận nhà. Chúc bà con được một ngày mới mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.